Rồi, hôm nay còn nửa con vịt mà hôm rồi mình nấu mình luộc đó các bạn, mình còn lại nửa con vịt, bây giờ mình nấu chao ha. Thì cái này thịt này là mình đã chặt miếng lớn lớn á, mình nấu chao thì mình chặt cái miếng lớn lớn vậy đó, nhưng mà tùy thích của các bạn nữa ha. Mình thì đây mình chặt miếng lớn lớn vậy đó, rồi xong mình ướp vô đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột gừng và nửa muỗng cà phê bột tỏi. Rồi xong bây giờ mình ướp thêm vô đây là chao này, là cái vịt này là mình nửa con này là khoảng hơn ký, bây giờ mình ướp vô đây là cái chủ chao nhỏ, vậy là mình có thể ướp là sẽ hết một keo, nhưng mà mình phải chừa một miếng để mình trộn mình chấm. Mình trộn rồi mình chấm á. Đây, mình chừa lên khoảng bao nhiêu nè các bạn, để mình chừa đang mình chấm ha. Rồi cái này là mình chế vô, mình ướp vô. Mình trộn xong mình để chừng khoảng nửa tiếng rồi mình bắt lên mình xào. Cái này mình không có nêm muối nha các bạn, tại vì trong cái chao là nó đã mặn rồi nha, mình không có nêm muối ha. Rồi bây giờ mình để 30 phút rồi đó, bây giờ mình mở lửa lên các bạn. Mở lửa lên để mình xào. Còn bên đây là cái nồi nước này là nồi nước dùng gà và nước dừa, mình chế vô đây. Có miếng mỡ, miếng hành phi. Nên mình bắt mở lửa lên đây lên để mình để nó sôi, khi mình xào xong là mình xúc qua đó mình nấu. Mình cho vô đây khoảng 1 muỗng canh dầu. Rồi xong mình để củ hành vô, củ hành phi vô. Lửa nhỏ không? Không nhỏ đâu, dở nóng lắm á. Chảo này hồi nãy mình phi hành nè. Rất là lớn. Rồi chảo đã nóng rồi, bây giờ mình để thịt vô mình xào. Xào nó rất là thơm với mùi chao lắm. Cho các bạn nào mà sợ nó hôi thì để một chút xíu rượu trắng vô,
Nhưng mà cái này là chao, trong chao nó có rượu thì nó không có hôi đâu. Thành ra đây mình không có để rượu nha các bạn. Thì có người ta nấu thì người ta để miếng rượu vô đây nữa. Nhưng mà đây mình chao, chao có rượu rồi thành ra mình không có để. Nó rất là thơm mùi chao nè. Chao rồi hành phi nè, thơm, gia vị rất là thơm. Rồi mình cho mấy cái cọng xả vô, xả cọng vô luôn. Dần nóng dần dần thấy thơm ghê không dần thì chị nóng tay dần nhuyễn chao rồi hòa quyện với cái mùi xả nó nóng cho nó ra mùi vậy đó, rất là thơm luôn các bạn thấy ngon không, mới xào mình đã thấy rất là ngon rồi đó. Trong khi đó thì mình đi giọt khoai cao. Vừa xào vừa giọt khoai cao. Khoai cao thì mấy bạn tùy thích, các bạn thích ăn nhiều thì để nhiều, các bạn ít thì để ít. Thì mình ở đây mình khoai cao này nó dở lắm, mình ăn mình không có chiên, có người thì người ta chiên không, mình hạn chế mỡ dầu mình không chiên. Ôi các bạn thấy không, thơm lắm rồi đó, đây, nó liếm lên về rất là ngon. Miếng thịt nó căng lại hết trơn các bạn thấy không, nó căng lại nó thấm với chao. Các bạn nào ăn cay được thì rễ thêm một miếng ớt vô nữa, ớt bột. Hôm giờ mình làm cái món này mình ăn luôn, khỏi nấu hôm kia, mình vừa làm món vịt xào chao được. Món này là vịt xào chao mình ăn luôn, khỏi rồi nấu hôm kia, khỏi nấu lẩu. Đúng rồi, cay rồi, nó thịt nó cứng thì sao ăn được. Được không? Thì muốn xào chao ăn gì làm thịt như miếng vịt như nhỏ rồi chứ. Rồi đó, bây giờ thịt nó thơm lắm rồi đó các bạn. Bây giờ mình xúc qua cái nồi. Nồi này là nồi nước dừa, nước đã sôi rồi, nước dừa. Và đồng thời nước dừa với nước dùng gà mình đã để lên đây. Đó. Bây giờ là mình xúc qua đó các bạn. Đó. Bạn nhớ là mình phải nấu cho nó nóng, mình để qua chứ đừng có để nguội gì nó không có ngon, cái thức ăn nó không được ngon. Thơm lắm, mùi chao rất là thơm luôn. Các bạn thấy không, cái chao xào nó săn, nó dướng lên đó, ngon lắm. Thịt xiêm mà nấu chao là ba chén bộ chén hả?
Ba chế bà chét nha. Mình nấu lẩu thì mình ăn lẩu thì mình cho nó nước hơi nhiều xíu ha. Hiện các bạn thấy Tài Thiên không? Tài Thiên biến quá, hồi nãy cái nồi bây giờ thành cái chảo. Đây, cái nồi nó đầy quá, bỏ phải cao vô không hết các bạn ơi. Nè, phải cao nhiêu đây nè. Cái nồi nó nhỏ quá. Bỏ vô chắc nó tràn quá. Cho mình sang qua cái chảo. Này kêu là dịch nấu chao Tài Thiên. Nấu từ nồi sang qua chảo luôn. Thiên biến dạng quá. Lửa các bạn để giữ cho nhỏ ha. Giờ mình cho vô đây một chút xíu đường phèn nha các bạn. Cho nó cái vị như của nó ngọt thanh, nó ngon thanh mà đậm đà. Các bạn có thể cho vô đây một đó. Rồi đi đường phèn đó đó. Rồi mình để nấu lên một hồi nó mềm, hơi mềm thịt rồi xong cái là nó vừa hơi hơi mềm thịt là mình để khoai cao vô. Còn chẻ của hành tây để vô nữa. Nhưng mà bây giờ mình để miếng đường vô cho nó có cái độ dịu, ngon ha. Đường mà nấu đường phèn mình nấu rồi ăn, nấu mấy cái món như vậy rất là ngon đó các bạn. Các bạn thấy ngon không? Chưa ăn sao biết. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi. Thấy hấp dẫn thì hấp dẫn chứ còn ăn mới biết ngon hay không. Chắc chắn là phải ngon rồi anh ơi. Mình dịch này nó tuy rằng nó lớn nhưng mà nó mau mềm lắm các bạn ơi. Mình nấu chừng khoảng 15 phút à, là mình có thể để khoai cao vô được rồi đó. Xiêm tơ. Anh nếm thử một xíu coi. Mới quậy cho nó tan được. Thôi khỏi cần anh ơi, nó sôi vậy là nó tan à. Rồi ngon quá. Ơi quá ngon. Anh nói chuyện với mấy bạn ở trong trước á, nói cô nấu chú khen thì thôi tuyệt vời rồi. Ngon thiệt. Rồi bây giờ còn cái phần mà cái chao hồi nãy mình dứt ra các bạn, bây giờ mình để vô đây miếng đường chanh. Các bạn không tin các bạn nấu ăn thử ra. Nấu y vậy nha, ăn không ngon thôi. Không ngon rồi để đó kêu tôi lại tôi ăn cho. Các bạn để vô đây nữa muỗng cà phê đường, một miếng chanh nhỏ thôi, chừng khoảng muỗng cà phê chanh, không tới muỗng cà phê chanh, với một chút xíu nước sa tế. Sa tế gia truyền. Xích qua cho chấm nha. Rồi một miếng chanh vô nữa. Là tuyệt vời vậy luôn. Cái này là mình lấy chấm thịt vịt đó các bạn. Chấm thịt vịt. Còn chanh nữa. Nếu em lấy chanh mặn vô. Ê, mình bỏ cái này vô trước nha. Chưa đâu, chưa. Môn màu sống nè. Nhưng mà chưa chín, em sợ chưa đâu. Dịch được rồi. Rồi được rồi, anh để vô đi. Môn này là, cái củ môn này là còn sống. Cho nên mình bỏ vô trước. Mình để vô trước. Mình nấu hai loại, một cái sống luôn. Còn củ môn này là nấu rồi nha mà. Củ môn này ngoài chợ người ta bán, đây mình ăn chơi. Mình mua về mình nấu. Mình để thêm cũng ngon. Dẻo lắm. Môn này để chín nhắc xuống rồi mình để vô sau cũng được, không sao hết. Phải không em? Đúng rồi. Anh nghĩ vậy nói nha, đại vậy không biết phải không? Nếu không phải. Nấu cái nước này là vừa vậy để mình nhúng rau muống nè, cải xanh với cộng hành.
cùng với bún. Nếu không phải thì các cháu trên YouTube cũng thông cảm. Chú Triều không có rành nấu đồ ăn. Chú Triều chỉ quay phim, làm dựng phim, quay phim rồi thôi, chứ còn mấy cái vụ này chú Triều dở. Chú Triều chỉ biết làm một cái món duy nhất là chiên hụt vịt ốp la. Rồi hôm nay vịt nó chao các bạn. Giờ sang qua cái lẩu. Kim điện vô mày để củ hành vô. Xong vô. Mình nhúng với rau muống với cộng hành. Đây rau muống này các bạn ơi. Đây mời các bạn cùng thưởng thức. Ăn với nước chấm, nước tương, chào chứ, nước chấm chào. Thử miếng nước rồi ra sao? Ồ, đã quá. Ơi. Quá ngon luôn. Không chào. Rồi, hôm nay mình ăn với bún. Cái mang cái hành này sống sống nè. Đó, vô. Khoai môn. Sò dữ vậy. Rồi, miếng vịt. Chấm chào. Chan nước vô. Miếng nước nè. Rồi. Rồi mời các bạn mình dùng vịt nấu chao nha. Vịt nấu chao. Ngon quá. Mềm. Được. Vừa mềm tới. Vịt nấu như bún thì ngon. Ừ. Cánh cái chao nè. Mềm. Vịt mềm. Mềm vừa ăn. Rồi video đến đây kết thúc nha các bạn. Mình tắt để mình ăn nha các bạn. À, các bạn thấy có thích nhớ nấu vịt nấu chao ăn với mình nha. Rồi, xin kết thúc video nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ comment ở dưới nha các bạn. Thấy có ngon các bạn nhớ thích like và subscribe. Chia sẻ cho mọi người cùng xem và cùng nấu ăn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye. Chào các bạn, hẹn video sau nha các bạn.